Xin chào cả nhà. Phẫu thuật nâng mũi là một những cái phẫu thuật mà phổ biến nhất về các cái phẫu thuật làm đẹp cho khuôn mặt. Thì cái phẫu thuật nâng mũi là phẫu thuật rất quan trọng trong cái để nâng lên cái tông của khuôn mặt. Sở dĩ như vậy ấy, tại vì cái mũi là cái phần trung tâm của khuôn mặt của mình. Nếu như người nào mà có một cái mũi đẹp hài hòa với khuôn mặt thì sẽ lên tông rất là nhiều so với khuôn mặt và sẽ tạo lên một cái dạng mặt mà rất là như ý muốn, kể cả ngoại giao, giao tiếp và những vấn đề trong phong thủy cũng như là trong công việc. Chính vì vậy, hôm nay bác sĩ Trần Thiện Nhân sẽ trao đổi với các bạn một số cái vấn đề mà các bạn quan tâm trong thời gian vừa qua. Câu hỏi mà cả nay thì các bạn là hay năm nhất này, là các bạn hay gọi là bạn em muốn là nâng mũi bằng súng tự thân. Thì khi nhắc đến súng tự thân á, thì vai trò một người chuyên môn, người bác sĩ á, thì sẽ nghĩ ngay đến là phương pháp nâng mũi bằng súng sườn hoặc là nâng mũi bằng cơ mở mông. Thì vì nghĩ đến nâng mũi bằng súng tự thân có nghĩa là hình dung đó là súng tự thân hoàn toàn, nhưng ý của các bạn hay nghe đến đây là nâng mũi bằng bọc súng tự thân, vậy súng tự thân cho nên hay nhầm lẫn. Thì nâng mũi bằng bọc súng tự thân như thế này là nâng mũi deadline bọc súng tự thân, là đây hồi nãy và chị Nhân chia sẻ đây, đó là nâng mũi deadline bọc súng tự thân. Đây là một cái phân súng nhân tạo, cái phân đỏ đỏ này là súng nhân tạo, là cái thanh silicone mình đưa vào. Còn đấy là cái phần súng tự thân này, thì tự thân này thì có thể là lấy nhiều nơi, có thể lấy phần súng tai, thì một miếng nhỏ nhỏ sau tai này cũng ảnh hưởng gì cả. Sau đó súng cũng phải mọc lại một miếng băng mô đệm thì sau tai, một miếng băng cấn thái dương đó, hoặc là một miếng băng giữa một cái nếp lăn bèn của mình, từ một cái mô tự thân của mình bọc lên đây thì gọi là nâng mũi deadline hay là gì đó, nhưng mà có bọc súng tự thân, tức là có bọc một cái phần súng tự thân ở đâu thôi, nhưng mà cái nền tảng cơ bản của tàu, cái nến, cái khuôn mũi, cái hình dạng mũi này á, vẫn là súng nhân tạo. Còn khi mà nói nâng mũi bằng súng tự thân mà tự thân hoàn toàn á, thì chúng ta phải nghĩ ngay cái đầu tiên là nâng mũi bằng súng sườn. Nâng mũi bằng súng sườn có nghĩa rằng là đây, có nghĩa rằng là vì riêng cái súng tái này là không đủ cho mình lấy tất cả các súng để mà làm đứng hết một cái mũi từ lên xuống dưới, chứ súng tái đa số chỉ làm bọc cái đầu mũi thôi. Còn nâng mũi bằng súng tự thân hoàn toàn thì nghĩ ngay đến đó là đầu tiên súng sườn. Tức là người ta sẽ lấy một cái đoạn súng sườn đây, và súng sườn đây đi một cái vết rạch tầm khoảng cỡ 4-5 cm nằm ngay phần bờ sườn đây, đa số phía bên phải, thì sẽ lấy một cái đoạn súng sườn đây. Sau đó cái một súng sườn thì có hai cái phương pháp, hoặc là chúng ta để nguyên cái thanh này và chúng ta gọt theo hình dạng mũi luôn và đưa vào và thay những thanh silicone. Phương pháp thứ hai, chúng ta có thể đưa vào máy nghiêng trong nghiền ra và đưa vào bọc trong một cái túi cân để đưa vào trong cái phần này để tạo nguyên một cái hình dạng mũi từ trên xuống dưới bằng hoàn toàn bằng súng tự thân của cơ thể mình luôn. Đó chính là nâng mũi bằng súng sườn. Và có thể là nâng mũi bằng phương pháp cơ mở mông, thì lấy một cái phần mô đệm phía sau của phần ngực sinh phục của mình và mình sẽ tiếp tục tạo hình một cái dạng, xong rồi đưa từ trong này vào cái khoang mũi. Thì chỉ riêng bằng tự thân thì chỉ có hai cái mô đệm, đó là hai mô đệm tự thân. Cho nên các bạn khi mà đặt vấn đề nâng mũi bằng súng tự thân, nói câu đó thì bên các bác sĩ sẽ hiểu ngay đó là nâng mũi bằng súng tự thân hoàn toàn và chỉ định một ra phương pháp, đó là súng sườn hoặc là cơ mở mông. Còn nếu như các bạn mà đa số, các bạn hay bao giờ nghe chỉ tự thân, đó là tự thân đa số là bọc súng tự thân ban đầu là phía đầu mũi thôi, mà trên cái nền tảng vẫn có là một cái thanh súng nhân tạo, đó là các bạn hay nhầm lẫn cái đó nhất. Và câu này cũng hay gặp là súng nhân tạo thì sau bao lâu thì phải thay. Khi mình nâng mũi bằng súng Adline bọc súng tự thân, Adline bọc súng tự thân, thì khi nào mình phải thay súng nhân tạo đó, thì bác sĩ Nhân đã lên luôn. Về cơ bản, nếu như không có một vấn đề gì xảy ra, ví dụ như bị viêm hay nhiễm trùng, hay là các bạn là một thời gian sau, ví dụ bây giờ là nâng mũi Adline, thời gian sau các bạn không thích chuyển qua nâng mũi cấu trúc, thì chỉ trong trường hợp đó mình mới thay thôi. Còn lại tất cả các cái phương pháp nâng mũi mà có cái súng nhân tạo nằm ở trong thì nguyên tắc là có thể để cả đời được. Tại vì trong thời gian vừa qua bộ chức nhân làm thì cũng thấy cho khoảng cũng rất là nhiều cái trường hợp mà nâng mũi mắng phải là thay là cho người ta đi muốn làm lành cái mũi đẹp hơn theo xu thế thời đại hơn, trong khi những cái mũi người đó làm á là cách đây tầm khoảng 25-35 năm, khi người ta còn trẻ 19-20 tuổi người ta làm, năm nay người ta cũng 50-70 tuổi, vì chỉ là cũng 25-35 năm. Mà cái súng silicone họ là súng silicone, nó về chất lượng không bằng bây giờ, về các thứ không bằng bây giờ, nhưng người ta vẫn để được 20-25 năm, khiến lý do gì một cái súng tốt như bây giờ vẫn để được lâu đấy. Cho nên các bạn yên tâm, về súng nhân tạo có thể là để mãi trong người mình vẫn được, trừ khi là có vấn đề gì đó, mà vấn đề là đa số nó chỉ xảy ra trong thời gian là gần, ví dụ viêm hay gì đó trong thời gian là gần, hoặc là bị lệch, nếu mũi vo có thể nó bị lệch chẳng hạn thì có thể thay,
hoặc là các bạn đi theo thời xu thế, ví dụ như 50 năm sau có phương pháp nâng mũi mới ra cho hàng, các bạn không muốn nâng mũi ra nữa, muốn đẹp hơn, muốn theo chạy theo thời đại hơn, các bạn thay, thì khi đó mình là mình cần phải thay thôi. Còn cái nguyên tắc sùng từ sùng nhân tạo bằng silicone có thể để mãi trong cả đời cũng được. Và câu cuối cùng thì một người hay nói là thôi giờ thì lựa chọn thì khó chọn quá, thôi bác sĩ chọn giúp em phương pháp nâng mũi trông đẹp, mà làm sao các bạn làm sao cái mũi trông đẹp là được, thì cái quan điểm như thế nào là mũi như thế nào là đẹp. Thì nếu như mình gọi là mũi như thế nào mà đúng tiêu chuẩn luôn á, thì là cái mũi nó phải chia thành 5 phần, khuôn mặt từ ngoài đầu chia 5 phần, thì cái phần trục mũi này là giữa hai góc mắt thẳng xuống, thon gọn đây và lỗ mũi lên hàm chân. Tuy nhiên theo quan điểm mà về thẩm mỹ hiện nay, một cái mũi đẹp là một cái mũi có dáng mũi hài hòa với khuôn mặt, đó là một cái mũi đẹp, chứ không phải là một cái mũi theo giờ chẳng hạn như một khuôn mặt mà cái phần trán thấp, hai gò má thấp, mọi cái đều thấp hết, tự nhiên mà một cái mũi rất cao giống so bích mà chống nó dáng mũi thì tự nhiên bị chọi khuôn mặt ngay, và nhìn vào thì nhìn cái mũi thì rất đẹp, không có chỗ nào để chê. Nhưng mà về cái độ hài hòa khuôn mặt thì nhìn vào người ta sẽ thấy khuôn mặt này không hài hòa, có gì đó giả tạo, và khi mà khuôn mặt tự nhiên thì đó cũng đẹp. Cho nên nói về cái gọi là mũi như này đẹp, thì cái mũi đó đương nhiên nó phải đạt một vài tiêu chuẩn cơ bản cộng với nó hài hòa khuôn mặt thì được gọi là một cái mũi đẹp. Thì tạm thời hôm nay thì bác sĩ Nhân xin chia sẻ ngắn gọn với các bạn những cái vấn đề mà bác sĩ Nhân nghĩ là nó cần thiết với các bạn, tại vì thông qua quá trình bao nhiêu năm làm về thẩm mỹ này thì có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà đây là chung quy những cái vấn đề mà các bạn thấy quan tâm nhiều nhất, thì bác sĩ Nhân sẽ dành thời gian ngắn vừa qua chia sẻ các bạn những vấn đề cơ bản như vậy. Thì nếu như có vấn đề gì mà không rõ trong quá trình các bạn xem ở đây, hoặc là các bạn có vấn đề gì thắc mắc khác, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với Viện Thẩm mỹ Thiện Nhân, cũng như có thể liên hệ trực tiếp với bác sĩ Nhân chẳng hạn, thì bác sĩ Nhân sẽ giải đáp thông qua những cái kênh, có thể là email, có thể là thông qua Facebook. Chúc các bạn vui vẻ, xin chào các bạn.